Ơi. Vâng, Nha Trang chúng tôi mến chào cả nhà nhá. Và không biết các bạn biết đây là món gì không ạ? Cái món này là đảo thành phẩm rồi. Vâng. Hiện tại trên tay mình đây đang cầm lên quả đây là quả này. Được gọi là quả gì nhỉ? Quên mất tên rồi anh. Sake. À đúng rồi. Quả được gọi là quả sake nhé các bạn nhé. Nếu mà các bạn ở miền Bắc thì là sẽ không có quả này đâu. Quả này nó chỉ có ở trong khu vực miền Trung và miền Nam thôi. Quả nó lá giống quả mít. Khi mà nó già này, các bạn thấy không? Nó già này, thì nó có múi giống như múi mít này. Nó liền vào nhau này và nó nở rộ ra rồi. Thì các bạn chỉ cần là gọt bỏ đi đó, và sắt lát mỏng. Các bạn là tẩm với bột chiên, tẩm bột chiên và các bạn đã có được ngay một đĩa như thế này. Đây là bà chị là bên chiên dùng cho mình và mình sẽ quay cho các bạn xem và ăn thưởng thức cho các bạn xem nhé. Cái này sẽ ngon hơn khi các bạn chấm với lại tương ớt này. Đấy, trong mùa này mà cứ có cái gì là hàng xóm láng giềng là quây quần là chia sẻ mỗi người một chút, nó rất chi là thân mật các bạn. Đây đó, ở ngoài là vỏ nó được tẩm bột cho nên nó sẽ giòn giòn, còn bên trong nó rất chi là béo, nó có một cái vị béo giống như khoai tây chiên nhưng mà lại ngon hơn khoai tây chiên. Các bạn, cái món này thì một số quán nó có, một số quán không có và chợ ta cũng không bán cái này, ít lắm. Ngon lắm các bạn. Mình xin nhắc lại nha, đây là quả sake, quả sake. Và đây là miếng sake đã thành phẩm chín rồi. Do mình không biết làm món này nên là mình không thể quay đầu cho các bạn xem được. Rất tuyệt vời. Chúc các bạn có một buổi trưa ngon miệng bên gia đình và người thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Rất tuyệt vời các bạn.